Shimada. Vâng, xin chào, thì tôi xin phép giới thiệu, tôi tên là Shimada, là giám đốc điều hành công ty Realtek Nhật Bản. あの、本日はあの、このようなお時間をいただいて、それからあの、多数の皆さんにお話できる機会をいただいて、あの、熱く御礼を申し上げます。 Vâng, thì tôi rất là cảm ơn các quý vị cũng như các bác sĩ đã mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian để tham gia cái buổi ngày hôm nay, và tôi hy vọng là những kiến thức tôi chia sẻ thì có thể là mang lại một chút giá trị cho mọi người. で、それではこれからあのスライドを使ってですね、それからちょっとビデオを停止してスライドだけでお話をさせていただきます。 Tôi xin phép và chia sẻ slide để nội dung ngày hôm nay. ビデオは見えますか？はい。今見えています。はい。で、本日のお話は、まあ我々の治療器を使った Reducing Electron Therapy について ご説明をさせていただきます。Hôm nay thì tôi xin phép vào trong cái nội dung buổi nói chuyện và trong cái nội dung slide này thì tôi chia sẻ về cái máy thử electron của cái bên doanh nghiệp tôi đã nghiên cứu và sản xuất ra. で、あの、まあ、最初に見ていただきたいのは、まあ、我々の治療器ですが、まあ、このような形のものですね。で、これは、で、あの、ベトナムの、独占的な代理店は、今日、このあの、セミナーを主催されている、ハイミンさんのところですね。Hiện tại thì ở tại Việt Nam chúng tôi có một đại lý độc quyền duy nhất, đó là công ty tổ chức cái sự kiện ngày hôm nay, đó là công ty Hải Minh. Để, それから、まあ、今日お話をするお話の中で、スライドの中にいっぱいこの、ここに書いてる RE テラピーっていう言葉が出てきます。この意味を最初に説明を、しておきます。Vâng, hôm nay tôi xin phép đi vào cái nội dung ngày hôm nay luôn. Phương pháp là RE therapy, tức là phương pháp để giảm electron. はい。で、これはですね、まあ、あの、英語で見ればわかるんですが、要は抗酸化を主な目的として、で人体に対して、で無侵襲で、まあ、要は人体を傷つけずに効率的かつその大量の電子を供給する治療を言います。Vâng, thì như quý vị có nhìn thấy là trên nội dung tiếng Anh này, thì đây là một cái phương pháp có tác dụng chính là chống lại oxy hóa và bổ sung cái những cái điện tử, những cái electron vào cơ thể người và phương pháp là không xâm nhập. で、この治療のために、作られた、機械が我々のこの機械ですね。はい。chúng tôi là đơn vị đang nghiên cứu phát triển và tự mình sản xuất ra cái thiết bị này. はい。で、次に参ります。で、まず最初にですね、あの、治療器のお話をする前に、まあ、我々のその治療器、もしくはその RE テラピーの基本的な考え方をご紹介したいと思います。Vâng, thì tôi xin phép là giới thiệu về cái nguyên lý cũng như là cái phương pháp nghiên cứu ở cái công cụ của phương pháp điều trị này. はい。で、まず大事なことは、まあ、病気、いろんな病気があるんですが、慢性疾患がありますが、そもそもこういう病気ってどうして起きるのか、どうして発生するのかっていうその考え方について、お話をさせていただきます。Một việc chúng ta có thể nhìn rất rõ đó là chúng ta có rất nhiều những người mắc bệnh, những bệnh nhân xung quanh chúng ta. Chúng tôi muốn đưa vào nguyên nhân là tại đâu là nguyên nhân thực tế mà gây ra những bệnh tật này. Thì tôi sẽ giải thích qua trong nghiên cứu của chúng tôi. で、まあ、これは我々の考え方でもあり、一般的な考え方でもあるんですが、まあ、様々なストレスの原因が、ストレスを及ぼして、で、人間の体にいろんな生理変化を起こして、で、これが長く続いたり、この、ストレスが激しいと、最終的には病気が起きてしまう。まあ、そういうふうな考え方ですね。Đây là một cái suy nghĩ, tôi nghĩ là một suy nghĩ khá là phổ thông được biết đến. Ban đầu là nguyên nhân chúng ta có stress từ rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến stress trong cuộc sống, từ lão hóa đến thay đổi môi trường sống, môi trường sinh hoạt, thì nó dẫn đến sự thay đổi về môi trường ở trong cơ thể chúng ta, và từ cái sự thay đổi môi trường trong cơ thể thì nó là nguyên nhân khởi phát của các bệnh tật. Để,
まあ、ストレスの原因の分類としていくつかあるんですが、よく言われるのは、まあ、いわゆる環境要因として生活習慣とか生活環境とかいうものがよくあります。よく言われる nguyên nhân mà gây stress nhiều nhất mà được nói đến đó là việc cái thói quen sinh hoạt cũng như là cái môi trường sinh hoạt nó sẽ ảnh hưởng và gây nên stress chúng ta. で、生活習慣とは主に、食事と運動ですね。ví dụ như là trong cái về thói quen sinh hoạt thì đó là thói quen về ăn uống hay là thói quen về vận động chẳng hạn. で、それから生活環境とは、まあ例えば、環境汚染であったり、例えば、仕事で、夜遅家に帰るのが不規則だ、生活が不規則になってしまうとか、まあそういう仕事の環境でですね、そういうものですね。Môi trường sinh hoạt thì đó là các biểu hiện điển hình như là chúng ta đi thức khuya, chúng ta dậy sớm, chúng ta thiếu ngủ, đấy là nguyên nhân chính. Để, それからもちろん遺伝によるのも、遺伝も当然あります。Có một nguyên nhân nữa đó là liên quan đến cái gen của chúng ta có thể gây tăng cường stress. はい。で、それからあまり言われないんですが、老化っていうのは我々はこれは明らかな老化そのものがストレスの原因だっていうふうに考えています。Ngoài ra thì có một cái mà cũng ít được nói đến đó là cái vấn đề lão hóa, vấn đề già đi của cơ thể cũng là một nguyên nhân của stress. これは今日、ご出席の皆さんはよくご存知の通り、老化そのものがいろんな生理変化を引き起こすっていうのはもうご存知の通りですね。したがって老化は非常に大きなストレス原因だというふうに我々は考えています。Vâng. Trong nghiên cứu chúng tôi thấy rằng cái vấn đề lão hóa của cơ thể là một nguyên nhân rất lớn để tạo gây nên stress. で、まあこういうふうな、ものがストレスになって、まあ、さまざまな生理変化を引き起こすんですが、まあ、例えば、中枢神経が過度に興奮してするとか、自律神経のバランスが崩れるとか、で、まあ、末梢の血流が低下するとか、免疫が低下するとか、酸化するとか、慢性の炎症が起きるとか、まあ、こういうふうな生理変化を引き起こすということです。Những vấn đề về thay đổi sinh lý trong cơ thể thì có thể là đó là sự hưng phấn quá mức của hệ thần kinh trung ương, sự mất cân bằng tự chủ, giảm lưu lượng máu ngoại vi, sự suy giảm miễn dịch, hay là quá trình oxy hóa, hoặc là những cái bệnh mãn tính và viêm nhiễm khác. で、その結果、まあ、例えば、がんであったり、神経変性疾患であったり、自己免疫疾患であったり、慢性閉塞性の肺疾患であったり、炎症性の腸疾患とか、まあ、様々な、慢性疾患が、引き起こされるということになります。Vâng, từ nguyên nhân là stress nó gây đến vấn đề thay đổi sinh lý trong cơ thể và nó tạo ra các bệnh, ví dụ như ung thư, bệnh thoái hóa thần kinh, các loại bệnh tự miễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là các bệnh viêm ruột, một số bệnh khác. でそれで、世の中で一般的に行われている標準的な治療、まあ、例えば薬であったり手術であったりとかいうのはどこを標的にしているかっていうと、起きてしまった疾患に対して治療を行うものですね、標準的な治療。Vâng, thì thông thường là cái phương pháp trị liệu phổ biến thì đó là chúng ta điều trị trực tiếp với những cái bệnh mà đã khởi phát và đã nhìn thấy rồi. で、まあ、標準治療は、もちろんこの疾患に対しては、有効性を認められているから、使われているんですが、実は同時にですね、標準治療そのものがこのストレスの原因になっているものも、まあ、かなりたくさんあります。Vâng, tất nhiên là cái phương pháp điều trị về theo tiêu chuẩn thì đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả rất rõ nét. Nhưng mà chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp là điều trị từ nguyên nhân gốc là stress, mà cái phương pháp điều trị tiêu chuẩn thì lại không, まあ、không thể là xử lý được việc này. 典型的なものが、まあ、がんの標準治療であって、これは抗がん剤にしても、手術にしても、放射線治療にしても、すべてこれは人の体にとっては大きなストレスの原因になっています。まあ、こういう、標準治療というのは他にもあります。まあ、これは皆さんご存知の通りですね。Theo tôi thì tất cả các bác sĩ đều nắm bắt được là ví dụ trong quá trình điều trị của bệnh ung thư đúng không ạ? Có thể là phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc là điều trị bằng cái thuốc phóng hóa trị hoặc xạ trị. Thì thực tế mà nói nó đây là một cũng là một nguyên nhân mà gây stress rất lớn cho cơ thể và tiếp tục là cái vòng này chúng ta sẽ bị xoay liên tục. で、
我々の治療っていうのはどこを標的にしてるかっていうと、起きてしまった疾患ではなくて、その一つ前の段階のストレスように、ストレスによるさまざまな生理変化、これをまあ元に戻そうと、正常な状態に近づけようとするのが我々の治療です。Phương pháp mà điều trị là cửa electron của phía bên chúng tôi đề xuất thì nó không tập trung vào phương pháp điều trị cái bệnh đã xảy ra mà điều trị một biết trước đó, tức là trước khi hình thành bệnh tật thì đây là phương pháp điều trị mà chúng tôi đề xuất. で、したがって、要は標準治療と、治療の標的にしている部分が違うんで、本来はこれを一緒に使うのが望ましいというふうに我々は考えています。chúng tôi thì hy vọng là trong quá trình điều trị chúng ta không sẽ dùng bổ sung, dùng kết hợp cả phương pháp điều trị tiêu chuẩn kết hợp với phương pháp điều trị cửa electron của chúng tôi. で、まずちょっとこのストレスについての分類を、少ししてみますが、で、ストレス、はい。Tôi xin phép được giải thích kỹ hơn về cơ chế và ảnh hưởng của stress. で、ストレスは先ほど申し上げた環境要因。つまり生活習慣であったり生活環境によるものと遺伝的な、まあ、要因があるんですが、じゃあこれどっちがどれぐらい影響しているかっていうのを、まあ、お示ししたずですね。Trong slide trước thì tôi đã nói vấn đề các nguyên nhân dẫn đến stress thì có thể là môi trường sống, do lão hóa, do gen. Thì ở cái slide này tôi muốn phân tích là từng nguyên nhân nó gây ra stress thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể con người. で、まあ、おそらくすべての病院、病気にはこの環境要因か遺伝要因か、いずれかが必ず関係していると。まあ、通常は大抵、普通は両方関係してるんですが、じゃあ、ということですね。có lẽ là tất bất cứ một cái bệnh tật nào trong cơ thể con người thì đều có một hai nguyên nhân, một là nguyên nhân từ gen hoặc là môi trường, từ nguyên nhân từ môi trường sống. Kéo theo bệnh đều là như vậy. で、例えば、100%。環境要因に起きている病気とすると、まあ、例えば事故とか、まあ、怪我とか、こういうものは 100% 環境要因ですね。遺伝は何の関係もないということです。例えば、một số bệnh mà nó do ảnh hưởng 100% bởi là môi trường sống, thì có thể là các tai nạn, chẳng hạn tai nạn giao thông, là ngã, chẳng hạn, cái đấy hoàn toàn không liên quan gì đến gen cả, thì là bệnh do môi trường. で、一方、ここに書いてますが、血友病、ヘモフィリアとか、筋ジストロフィーですね、マスキュラーディストロフィーなんかは、100% 遺伝が関係しているということですね。で、chiều ngược lại thì những bệnh liên quan như là bệnh máu trắng hoặc là những bệnh liên quan đến máu thì nó lại không liên quan đến môi trường sống cả mà nó chính từ gen thôi. で、大抵の病気っていうのは、まあ、実際には、両方のものが関係していて、例えば通常のがんであれば、まあ、環境要因がより大きく関係しているということです。Và tất nhiên là trong cái khoảng giữa, tức là cái bệnh nào mà nó vừa có nguyên nhân đến từ môi trường, từ đến về gen chẳng hạn, thì đó là những cái bệnh về bệnh ung thư phổ biến chẳng hạn. Cái bệnh ung thư phổ biến ở trong cuộc sống này thì đến từ môi trường là nhiều hơn. Để 一方, mà 遺伝性の癌なんかは, mà やっぱり遺伝の影響が大きいっていうことですね. Nhưng là ví dụ như cái bệnh máu trắng chẳng hạn, thì nó lại hoàn toàn là ảnh hưởng về gen nhiều hơn là môi trường.で、まあ、我々の治療器はどうかっていうと、この環境要因に対する、どちらかというと効果が強いっていうことになります。phương pháp điều trị mà cửa lấy trong chúng tôi đề xuất thì nó là một cái phương pháp mà nó giúp hạn chế những cái tác động từ phía môi trường sống mà là một nguyên nhân gây khởi phát bệnh。で、遺伝的な要因についてはですね、我々の治療器ができることは、あくまでも遺伝子の発現をある程度抑えることはできるかもしれないけれども、でも遺伝子そのものを変更することは我々の治療器にはできないです。で、với phương pháp điều trị của chúng tôi thì về bản chất là sẽ không thay đổi được gì về cấu trúc của gen. Tuy nhiên là có thể nó sẽ hạn chế nhất định nào đó với những cái bệnh, nó có thể là làm chậm quá trình tiến triển bệnh. Nhưng mà về mặt bản chất chúng tôi không tác động gì vào gen cả. で、次にですね、先ほど申し上げたこのストレスから生理変化、疾患というこの一連の流れをちょっと具体的な、なんていうんですかね、よく皆さんご存知の、一連のこの流れを、皆さんよくご存知の考え方、概念にのっとって説明をいたします。私は先生が giới thiệu một cái phương pháp mà cách thức chúng tôi, phương pháp luận chúng tôi, và đây là một cái phương pháp điều trị nguyên nhân.
nguyên nhân phải phát bệnh để tìm ra cái phương pháp điều trị. で、まあこれ皆さんよ、うん、よくご存知の通り、古くから知られているストレス応答経路、まあ要はストレスによる生理変化の経路として、HPA アクセスっていうものと、SM アクセス、アクセスっていう2種類がありますね。これについて説明します。じゃあ、chúng ta có thể, tôi giải thích về cái nguyên nhân stress đến từ não đúng không ạ? Đầu tiên là cái trục SPA. で、まず、いいですか HPA アクセス。まず HPA アクセスですね。これについて説明をします。で、これはストレスが大脳皮質、まあ、この部分ですね。この部分に刺激を与えて、でそれによって視床下部、この部分ですね。この刺激が伝わって、でここから CRH っていうホルモンが、出てきてでこの下垂体っていう部分から今度はアクスが出ますでそれが副腎皮質に行ってコルチゾールが出て、まあ、例えば血糖が上がったり免疫が低下したりするわけですねHPI này đúng không ạ? Thì họ sẽ gây tác động đến ở cái vùng dưới đồi, sau đó tác động đến tuyến yên và cuối cùng là tác động đến cái vỏ thượng thận. Và từ đây thì nó gây ra rất là nhiều những cái biến đổi trong cơ thể, ví dụ như làm về suy giảm miễn dịch hay là làm giảm sức đề kháng chẳng hạn. Để SM axis thì là doi mono ka tte to onajiku stress ga dai no hissu kara kondo wa kono shishou kabu jiri shinkei o keiyu shite de fukujin zui hissu ni sayou shite ma onaji youni今度は血圧が上がったり、血糖が上がったり、まあ、するわけです。Tiếp theo thì vẫn môi tương tự nhưng mà nó vẫn đi qua cái hệ thống đồi dưới đến cái hệ thống thần kinh tự trị đúng không ạ? Hệ thống thần kinh tự chủ và từ thần kinh tự chủ thì nó tác động đến cái tủy thượng thận và từ đây nó gây ra các vấn đề như tăng huyết áp cao thì và nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.つまり、要はストレスがですね、こっちはホルモンを、主にホルモンを介して、こっちは主に神経系を介して、体に、まあ、いろんな変化を起こすということですね。Nguyên nhân là stress thì họ gây tác động đến cả hormone, cũng như là tác động đến cả hệ thống thần kinh chúng ta. Từ đấy nó là nguyên nhân và nó tạo ra các bệnh tật. で、後で説明しますが、我々の、治療機は、こういう変化をなるべく抑えようとする。というのが特徴です。Thì cái phương pháp điều trị cởi lê trông của chúng tôi thì được đề xuất là muốn làm giảm cũng như là chế ngự được cái nguyên nhân này, những cái nguyên nhân khởi phát này. はい。次に行きまして、で、先ほど申し上げました通り、ストレスが生理変化を及ぼして疾患を引き起こすと。で、我々の治療器がどこに効果を示すかっていうのが、をここに生理変化のどれに効果を示すか。っていうのをこれはチャートにしたものですね。Đây là cái biểu đồ và nó theo một cái quá trình mà từ stress đến thay đổi sinh lý trong cơ thể và dẫn đến bệnh tật. Thì đây là cái sự cái bảng mà chúng tôi vạch ra để gây ra những tác từ stress và thay đổi như thế nào trong cơ thể. はい。でまず中枢神経の興奮については我々の治療機はこれを抑制します。Đầu tiên là gây với cái tác động là làm hưng phấn cái hệ thần kinh trung ương thì đây cái phương pháp điều trị này làm giảm hưng phấn đi. で、まあ、例えば、中枢神経が興奮して、眠れなかったりする場合は、まあ、我々の治療器を使うと、ある程度睡眠の導入が有利だとか、まあ、そういうことが考えられる。Ví dụ như là với cái tác dụng này thì chúng ta bị quáhưng phấn chúng ta dẫn đến khó ngủ bị mất ngủ thì khi điều trị phương pháp này xong thì chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn và dễ ngủ hơn. で、実はこういうことはですね、適当に言ってるんではなくて、我々はこれいちいち全部すべて確認してるんですね。で、どういう確認の仕方をしてるかっていうのは、例えば中枢神経の興奮であったら、我々は脳波の、出現率が変わるっていうことを我々の治療器で確認してるし、あとは血中 MHPGっていうものの値が低下する。こういう形で、中枢神経の興奮を抑制できるってことを確認してるわけですね。với tất cả những cái công dụng
và thiết bị này có thể tạo ra được thì chúng tôi đã đều thực nghiệm. Ví dụ như là vấn đề liên quan đến thay, chúng tôi làm đo cái sóng não đúng không ạ? Thì tỷ lệ thay đổi từ cái sóng alpha 1 và được cái sóng beta 2 chẳng hạn. Và ngoài ra thì cái việc là giảm cái MHPG3, giá trị MHPG3 ở trong máu thì cái này để chúng tôi đã thực nghiệm thực tế rồi. で今日は時間の関係で全ては説明できないですが、この資料については、まあ、実際一つ一つ全部つけてます、こういう形で今日の資料に。だからこれは、はい、だから後でハイミンさんに、見たい方はこれを一つ一つ見せてもらってください。今日はこれ全部説明できないんでしないです。はい、cái tài liệu này hôm nay rất là dài và trong khuôn khổ thời gian chúng ta thì không thể hít được hết, nhưng mà tài liệu này thì quý vị có thể liên lạc với bên Hải Minh để lấy các cái bằng chứng kỹ thuật với những nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện. Hai. Để 次にホルモンバランスがこう崩れてくるのをこれを改善する。具体的には、血中のコルチゾールの値を下げたり、インスリン値を上げたりするっていうことですね。Tiếp theo là liên quan đến cái vấn đề về giảm điều chỉnh. Ví dụ trong quá trình stress sẽ làm mất cân bằng hormone ở trong cơ thể. Thì từ cái vấn đề về cải thiện cân bằng hormone thì chúng tôi có thể là giảm nồng độ cái cortisol ở trong máu này. Rồi trong nồng độ insulin ở trong huyết thanh. Thì đấy là những cái này mà chúng tôi đã kiểm nghiệm thực tế được rồi. Thế mà, その結果、当然、まあ、下の方にありますが、血糖値は下げますし、血糖値は下がるし、免疫低下もある程度抑制できるということになりますね。ありますが、血糖値も、下げるし、まあ、免疫も、改善する、よくするということですね。Tất cả những phương pháp này chúng tôi đều thực nghiệm thì phát hiện ra rằng là nó làm giảm cái đường ở trong máu cũng như làm tăng cái số lượng bạch cầu để làm tăng miễn dịch lên cũng như là cải thiện cái hoạt động của cái tế bào NK. Để, それから自律神経については、このバランスを改善すると、これはどういうことかというと、血中のノルアドレナリンの値を下げます。で、要はこれはどういうことかというとですね、要は交感神経の緊張をある程度抑えて副交感神経を活性化するっていうことですね。ちょっと難しいかな。Tiếp theo là liên quan đến cải thiện về cái cân bằng của hệ thần kinh trung ương chẳng hạn, hệ thần kinh tự chịu tự lập, thì ví dụ nó sẽ làm giảm cái nồng độ noradrenaline ở trong máu, thì vấn đề này thì nó giúp chúng ta cân bằng hơn. で、血糖値についてはこれを下げます。で、まあ、これは実際に血糖値が下がったりするのはもう確認してるっていうことですね。はい、方法治療内で、減る毛、実際、私たちは減る毛、毛の濃度、インスリンが上がる。で、それから、末梢血流についてはこれを増やします。要は血流を良くするっていうことですね。và cái lưu thông máu nó cũng tốt hơn và chúng tôi đã xác nhận được. で、これは。はい、レーザードップラーフロメトリーっていうもので実際に血流が増えてるのも確認してるし、それからサーモグラフィーを使って皮膚の表面の温度が上がるっていうことも確認してます。bằng cái việc là sau khi dùng máu thì tôi đã xác nhận được cái dùng cái máy đo lưu lượng Doppler, máy đo Doppler laser và đã đo được cái tăng xác nhận được việc và gia tăng lưu lượng máu, và cũng như là dùng cái máy đo nhiệt thì đã xác nhận được sự gia tăng nhiệt ở trên bề mặt da khi mà dùng cái máy này xong. Hai. Để, それから、まあ時間の関係でこっちの方は省きますが、作用の説明だけすると、抗酸化作用があって、それから抗酸性化、要はアルカリ化、まあなんていうかな、酸性に傾いているものを普通に、近づけようとする。抗酸化と抗酸性化の作用がある。Và nó cái này còn rõ ở trong vấn đề về chống oxy hóa cũng như là chậm cái quá trình oxy hóa lại. Để, それから免疫バランスを改善して、要はウイルスとかがん免疫に対して、作用するリンパ球の比率を増やしたり、NK セルの活性を上げたりするっていうことですね。Và như mình đã tôi cũng trao đổi qua đó là nó sẽ làm tăng cường cái cân bằng hệ miễn dịch, thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tế bào lympho cũng như là tăng hoạt động của tế bào NK. Để, それからエネルギー代謝の改善もしますということですね。Và nó cũng thúc đẩy cái quá trình về
trao đổi chất. それから、まあ、特に最近この慢性炎症が、いろいろ問題だって言われてて、大体いろんな病気から慢性炎症から引き起こされるって言いますが、これについては抑制します。我々は炎症を抑えます。Thì máy chúng tôi cũng có tính năng là kháng viêm nữa, thì cái này có thể rất là nhiều những cái bệnh mà những cái chất mãn tính thì nó gây ra những bệnh, thì cái bệnh này có tính năng là kháng viêm luôn, kháng viêm. Hai. Để tiếp theo đi. 要は我々の治療機は、まあ、いろんなストレスによって引き起こされた先ほど説明した、生理変化を、改善しますと。でこの結果どういうことが言えるかっていうとですね、まあ、ここに書いてるように酸化、酸性化、それから免疫低下とか免疫異常とか慢性炎症とか血流低下とか血流不全とか代謝が低下して、まあ、こういうものが関係している疾患に、効果を発揮できるであろうということですね。Và thì ở phương pháp của chúng tôi thì nó các bệnh liên quan đến những cái yếu tố như là quá trình oxy hóa và acid hóa này, việc suy giảm miễn dịch, bất thường trong miễn dịch, cái việc bệnh viêm nhiễm mãn tính này, việc về giảm でそうして máu cũng như là máu này, ngoài ra những cái liên quan đến trao đổi chất thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng này. はい。で、まあ、具体的にじゃあどういう疾患かっていうと、例えば慢性ウイルス性疾患、これどういうものかっていうと、まあ、あのウイルス性疾患にはウイルスがなくなるものと、まあ、ウイルスをなくすことができない疾患があります。これはなくすことができない疾患ですね。具体的には HIV 感染症とか慢性 B 型肝ですね。わかりますか？慢性ウイルス性疾患。はい、わかりますか。Thì đây là nó sẽ có tác dụng với cả những cái bệnh gọi là bệnh virus mãn tính, đúng không ạ? Bình thường tức là bệnh virus mà virus tự thân nó không thể loại bỏ được mà nó liên tục nhiễm trong cơ thể của chúng ta. Thì đấy có thể hiểu đó là những cái viêm virus như là virus HIV hoặc là virus viêm gan B. Để そうして、がん関連にも有効だと思ってます。で、これは一つはがん悪液質。要はがんになったら、皆さん悪くなっていくとどんどん痩せていきますね。ああいうものを改善する。Phương pháp này nó cũng giúp cho nó làm giảm những cái bệnh ví dụ như là suy kiệt hay là suy mòn cơ thể khi mà được khi mà phải điều trị ung thư đấy. Để, それからがんの支持療あこれ支持のこれ字がちょっと間違ってるけどこれ支えるっていう字ですね。すいません間違ってますこれ。で、がん支持療法っていうのははい要はそのがんに伴ってまあ通常は標準治療として化学療法それから手術、放射線療法をしますが、まあ、それによって十分対応できない部分、あるいはそういう治療の副作用に対して、我々の、治療機はそれを、支えることができるということです。ngoài ra thì cái máy này cũng được chứng minh và nghiên cứu ra được là nó có tác dụng hỗ trợ tốt trong điều trị về ung thư, tức là nó sẽ được dùng song song với phương pháp điều trị cơ bản như là hóa trị, xạ trị hoặc là phẫu thuật.Thì cái này là phương pháp bổ trợ để cho bệnh nhân có nền sức khỏe cũng là tâm lý tốt hơn. Để, それからまあ神経変性疾患、まあ一番多いのはやっぱりパーキンソン病です。これが一番多いです。Liên quan đến sẽ làm cải thiện cái bệnh liên quan đến sự thoái hóa thần kinh, phổ biến nhất là bệnh Parkinson chẳng hạn. はい。それから自己免疫疾患で、まああの慢性関節リウマチとか、それからあの実はあの我々の治療機が非常によく効くのが、あんまり症例は多くないですが、自己免疫性肝炎ですね。こういうその自己免疫疾患に、使います。Thì nó có tác dụng tốt với những bệnh tự miễn, ví dụ như là cái bệnh viêm khớp dạng thấp là một số bệnh thì cũng không phải là bệnh phổ biến nhưng mà cũng vẫn có đó là cái bệnh viêm gan tự miễn thì cũng có tác dụng tốt.でそれから糖尿病の慢性合併症、まあ、具体的にどういうものがあるかっていうと、目とか神経とか、まあ、足とかですね、目とか神経とか腎臓とか足ですね、そういうものに、効果を発揮するということですね。Đây là nó cũng làm giảm những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Ví dụ như là nó sẽ làm cho mình ít bị mờ mắt này, hay là mình cải thiện cái tình trạng của gan, hay là cải thiện hệ thần kinh của mình.Tức là với những cái tác dụng phụ, những cái biến chứng của tiểu đường thì cũng nó giúp hạn chế được
はい、でそれから、通常の血糖のコントロールは、薬とかインスリンでしますが、すべての方がうまくコントロールができるわけではない。でそういう時に、コントロールが不良な人たちをの他の手段でうまくコントロールできない人に、まあ、我々の治療器も一緒に使うと血糖が下がってくることがよくあります。thiết bị chúng tôi cũng được chứng minh là nó có tác dụng tốt với những cái một số bệnh nhân là mặc dù dùng insulin nhưng mà nó không có tác dụng, họ không kiểm soát được vấn đề đường trong máu. Thì khi mà dùng kết hợp giữa insulin và thiết bị này thì nó đã cải thiện tình trạng về các khi mà sử dụng insulin. Để, それから、まあ、動脈硬化などによって、末梢の血流が悪くなることによって、まあ、いろんな問題が起きる病気ですね。Peripheral artery disease。こういうものにも効果を発揮します。血管を拡張しますので、liên quan đến một số những bệnh liên quan đến mạch máu ví dụ như là cái bệnh động mạch ngoại biên chẳng hạn, thì cái thiết bị này cũng có tác dụng mà cải thiện tình trạng của bệnh. ただ、まあ、要はここで見ていただいたようなメカニズムですので、いろんな病気に作用する可能性があります。tôi cũng như tôi đã giải thích từ ban đầu thì với cái thiết bị này thì nó có tác dụng ở trên rất là đa dạng các cái nhóm bệnh khác nhau. ただし、特定の疾患に対してデザインしたものではないので、当然聞く人と聞かない人がはっきり分かれます。なんていうんですか、全員に聞きますとかそういうことはちょっと申し上げられないです。聞く人と聞かない人がはっきり分かれます。tôi cũng phải chia sẻ thêm là do cái tính đa dạng.Nó có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều loại bệnh. Cái máy này là không được thiết kế để điều trị một loại bệnh cụ thể. Do đó là với từng một nhóm bệnh cụ thể thì có thể là khi kể cả khi dùng máy này thì một số trường hợp vẫn được ghi nhận là không có tác dụng hiệu quả rõ rệt. で、したがってですね、まあ、やっぱり今のいろんな病気で悩まれてる方が、まあ、いろんな治療をしてるけど効果が不十分っていう方は、ハイミンさんの方に話をされて機械をレンタルして本当に自分には合うか合わないか、効くか効かないかっていうのを確かめてから、じゃあ機械買うか買わないかっていうのを考えた方がいいと思います。Khi một bệnh nhân thì thường là họ sẽ không chỉ mang một bệnh ở trên cơ thể mình, và khi mà phương pháp điều trị ở mức cơ bản thì không đáp ứng được mà không giúp họ thỏa mãn được, thì cũng có thể là sẽ mời họ dùng thử cái thiết bị của bên Hải Minh. Và khi nếu thiết bị đấy có thể là phù hợp cũng như là có tác dụng tốt về cơ thể, họ có thể là tiến hành mua máy chẳng hạn. で、我々の機械がやることは、体の中に、電子をどんどん入れるだけですので、特徴としては標準治療みたいな副作用はないですね。で、phương pháp điều trị chúng tôi thì chủ yếu là tập trung là bổ sung cái electron vào trong cơ thể con người, còn phương pháp không xâm nhập, cho nên về mặt căn bản thì nó không có tác dụng phụ so với cái phương pháp điều trị cơ bản.でそれから、日本においてこれまで累計2万台以上、まあ、こういう機械を作ってきて特に大きな問題は出ていないので、まあ、そういう面でも安全性は高いと思います。現在は thiết bị này của chúng tôi thì đã được sản xuất và chế tạo tại Nhật 100%. Hiện tại chúng tôi đã bán ra thị trường khoảng hơn 20.000 máy. Hiện tại thì chưa ghi nhận bất cứ một cái tác dụng phụ nào do cái máy này gây ra.で、まあ、従って、まあ、今いろんな病気で悩まれている方が、まあ、試しにちょっと借りて使ってみるっていうことについてはそこでは大きな問題は起きないっていうふうに考えています。だからぜひ借りて使ってみられたらいいと思います。 Vâng, thì tôi rất là hy vọng tôi sẽ đề xuất một phương án chúng ta có thể mượn máy từ phía bên công ty Hải Minh và sau đó dùng thử, và khi tác dụng tốt rồi chúng ta sẽ nghiên cứu là mua máy khi mà chúng ta có đủ điều kiện.よろしいですか。大体私の説明はこれぐらいですか。で、機械はですね、まあ、この機械の実は問題があって、使うのは、安全に使えますが、体の中にこういうパッドから電子を入れるんですね。入れるんですが、電子は入った瞬間にすぐ使われ出しますね。どんどんどんどん使われていきます。体の中に入ると。うん。Thì vừa rồi thì tôi đã giải thích về mặt nguyên lý cũng như là cái tác dụng phổ quát của cái chi tiết thì anh chị có thể liên hệ với công ty Hải Minh để nắm bắt. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ luôn về cái thiết bị này là thiết bị đưa cái dòng điện ion và cái electron vào trong cơ thể con người. Như vậy là trong khi mà đưa vào thì với mỗi một cá nhân khác nhau
thì có thể là cái khoảnh khắc mà công tắc máy bật lên á, thì người ta sẽ hơi mệt mỏi một chút đến khi đấy là thời điểm gió biển nó đưa vào. Nhưng có những người thì lại ghi nhận rằng khi mà họ lắp máy vào thì một lúc sau họ thấy có tình trạng là mệt mỏi trong cơ thể con người chẳng hạn. Thế là tùy từng với từng người thì nó sẽ khác nhau ạ. はい、で従ってですね、体に入れてもすぐなくなってしまうっていうことですから、1日にやっぱり3回から4回は最低でも使っていただきたいと思うんですね。治療をしていただきたい。Và cái thiết bị này thì theo chúng tôi được nghiên cứu thì nó đưa vào dòng điện trong cơ thể, nhưng mà dòng điện này có thể là khi đưa vào cơ thể thì nó sẽ biến mất luôn, và sẽ biến mất trong một thời gian rất là ngắn. Thế như vậy là cái mức khuyến khích sử dụng là một ngày dùng 3-4 lần là điểm tốt nhất để chúng ta có điều kiện. 要は安全ではあるんだけど使うのが面倒くさいっていうのが、まあ、我々の治療機の欠点ですね。これはもう電子っていうものを使う特性上どうしようもない。Cái thiết bị này thì thực ra nó rất là an toàn trong quá trình sử dụng, nhưng mà như quý vị có thể thấy ở đây là chúng ta có những cái tấm cực điện để gắn vào các vị trí trên cơ thể, đưa cái electron vào trong cơ thể người. Thế tất nhiên là để dùng phương pháp này thì nó có một cái nhược điểm nữa, đó là sẽ mất thời gian, sẽ hơi vất vả một chút khi mà để có thể dùng được máy, sẽ mất thời gian để có thể là lắp đặt cũng như là bật công tắc máy lên. ですからよろしいでしょうか。繰り返しになりますが、要は今の、いろんな病気で今いろんな治療をしているけど満足できない方がまずやっぱりめんどくさいものを使いたくないですが、満足してれば誰も使わないですから、まず満足できてない人がまず可能、はい。Thì tôi rất là hy vọng là sẽ giúp điều trị cho những cái bệnh nhân mà họ chưa thể thỏa mãn được phương pháp điều trị của hiện tại thì で、そういう改善という過程ない。はい。で、そういう方が今やってる治療に上乗せをして使うんですが、全員が効くとはちょっと私は申し上げられないんで、ハイミンさんに言ってレンタルをまずして、自分に効くか効かないか、メリットがあるかないかっていうのを確かめた上で買う場合は買われたらいいと思います。Vâng, tôi rất là hy vọng là các anh chị muốn thử những cái bệnh nhân mà dùng rất là nhiều phương pháp điều trị mà chưa thể thỏa mãn phương pháp điều trị.Thì có thể là sẽ mượn cái thiết bị này từ Hải Minh để có thể là dùng thử, cũng như là để thử nghiệm quá trình nó phù hợp với cơ thể mình, thì mình có thể tính toán cái câu chuyện sử dụng lâu dài. はい。で、それで、少し時間がありますので、まあ、全部は説明できないんですが、一部の、作用であったり、まあ、実際に、まあ、使った症例についてご紹介しますね。Vâng, thì tôi thì có thời gian trong khoảng tầm gần 10 phút nữa thì tôi xin phép là dùng thời gian còn lại để giải thích những cái quá trình thực nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm thực tế để cho ra các kết quả, thì tôi xin phép là giới thiệu các cái thí nghiệm đấy. まあ、国によって実はその人間が死ぬ原因っていうのは随分その人間が死ぬ原因になる病気とか事故っていうのは国によって随分差があるんですが、日本ではやっぱり一番大きなのが癌ですね、問題として。Ở với mỗi một quốc gia khác nhau thì nguyên nhân gây tử vong với cái người dân ở quốc gia đấy thì nó rất là khác nhau. Như ở Nhật thì cái nguyên nhân chết gây tử vong nhiều nhất ở các nhóm bệnh là chủ yếu đến từ ung thư. Hai. Để, この方は86歳の男性で、肺がんになってですね。で、化学療法をずっとやられていたけど、まあ今一つだったということですね。で、胸に水が溜まってきているっていう状態です。Thì ví dụ đây là một cái điển hình một bệnh nhân 86 tuổi người Nhật. Bệnh nhân này thì đã bị ung thư phổi và đã được điều trị về hóa trị rất thời gian dài. Để, そこで我々の治療を追加して、まあ、あの1ヶ月、3ヶ月で見ると、まあ、だんだん、胸の水は減ってきたわけですね。で、それで呼吸も随分楽になってきたっていうのがあります。Bệnh nhân...Thì sau quá trình điều trị thì dùng cái máy thử electron của chúng tôi á, thì sau khoảng 1 tháng và 3 tháng thì các bạn nhìn thấy ở trên phim là cái phổi đã rất là rõ rồi, bệnh nhân là rất là dễ thở hơn rồi. Để それに伴って、あの、まあ、癌のマーカーである CA は値はどんどん減ってきて、それから炎症も収まってきた。CRP が下がってますから収まってきたということですね。Và ta có thể nhìn thấy là các cái chỉ số như là CBR hoặc là CRP thì đều giảm rất là rõ nét rồi.
で、まあ、これだけだったら、実は前から、抗がん剤使ってたから、その影響じゃないかって言われるかもしれませんが、同時に免疫は上がってるんですね。NK セルの活性は上がってます。はい、tất nhiên thì với cái chỉ số về CIE hay CRP thì do quá trình điều trị hóa trị từ trước đó thì nó bây giờ nó có kết quả là như vậy. Thế nhưng mà có một cái điểm rất là rõ thì cái hoạt động của cái tế bào NK thì đã rõ ràng hơn rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là tác động trực tiếp của cái việc cái phương pháp của electron này. でこういうことから考えると、もちろん、まあ、以前から化学療法をやってたので、これの効果かもしれないけど、我々の治療器が、要はがんの、なんですかね、がんが、大きくなる、まあ、活性化するのを抑えて、炎症も抑えるっていうのに役立った可能性は当然あるわけですね、下がってますから。まあ、研究内に、とても結論được là、cái máy LE này、cái phương pháp điều trị này thì nó làm bổ trợ rất là tốt cho các cái phương pháp về điều trị cơ bản trong điều trị ung thư như hóa trị hay xạ trị và nó thể và nó tính có tính kháng viêm cũng như là tăng cường cái tế bào hoạt động tế bào NK. Để, それから NK セルっていうのはこれは通常化学療法をやると下がりますんで、これを上げてるってことは免疫については下がったものを上げようとしてるだろう。ということが多分言えると思います。Vâng, ở đây thì rất là rõ, có một cái minh chứng rất rõ nét là khi chúng ta điều trị hóa trị thì cái hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể sẽ giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà bằng việc sử dụng cái thiết bị này thì cái vấn đề về hoạt động của tế bào NK thì tăng lên rất rõ ràng. Thì có thể chứng minh là hệ miễn dịch của bệnh nhân đã tăng lên. まあ、大体の症例はこういう形で標準治療をやっていて、満足できない、胸水は全然ダメだ、効かない、胸水が少なくならないとか、でちょっとその呼吸も苦しいっていうような人が、後で上乗せして使う、このパターンがもうほとんどですね。これがまあその代表典型例ですね。あ、わかりますか。một cái bệnh nhân rất là điển hình mà điển hình tại Nhật mà khi dùng cái phương pháp này thì họ họ không thể thỏa mãn, không nhận thấy dễ chịu khi mà với phương pháp điều trị cơ bản. Thì khi mà dùng cái thiết bị này thì họ đã thấy là quá trình điều trị họ đã dễ chịu hơn và cuộc sống họ dễ chịu và thoải mái hơn. で、まあこの方なんかは、90歳の男性でですね、88歳の時に肺がんの放射線療法治療を行ったと、まあこういう方なんですね。Đây là một cái bệnh nhân khác thì bệnh nhân này là năm là 90 tuổi thì năm 88 tuổi thì đã phát hiện ra bệnh bị ung thư phổi và đã tiến hành là dùng phương pháp là xạ trị. ところが、まあ放射線治療を行って2年後、90歳の時に、要は胸水がいっぱい、胸に炎症で水が溜まって、で肺がまともに機能しなくなった。わけですね。だから、まあ、仕方がないから、胸水を抜いたっていうことですね。呼吸を楽にするために。はい。で、それをずっと続けていたっていうことですね。ここまで。はい。Bệnh nhân này thì sau khoảng 2 năm từ ngày được điều trị thì xạ trị trong điều trị ung thư phổi thì vào năm 90 tuổi thì đã bị tràn dịch màng phổi và rất là khó thở. Và cái tình trạng này thì kéo dài rất là nhiều, rất là lâu. はい。で、まあ、それがまあ、ただし、その胸水の抜いてもですね、なかなか抜いても抜いてもどんどんどんどん胸水が溜まってきて、もう本当にもう呼吸が苦しくて仕方がないっていう人でした。これがそういう状況ですね。Bệnh nhân này thì gần như hàng tháng thì đều phải là đi để chọc dịch màng phổi. Tuy nhiên thì cứ sau mỗi lần chọc thì cái thời gian giữa các lần chọc nó lại rút ngắn đi và liên tục phải chọc và cái tình trạng về khó thở cũng như là ảnh hưởng đến cuộc sống bệnh nhân rất là nhiều.で、その時に実際にその通院していた医療機関に相談したら、もうこれはどうしようもありませんって言われたんですね。他に治療法はないってもう言われたわけです。So, bệnh nhân rất là cao tuổi, cái thời điểm đó thì khi mà bàn bạc với các bác sĩ điều trị thì bác sĩ thực tế mà nói là cũng không đưa ra một phương pháp điều trị nào là hiệu quả hơn. Gần như là chỉ điều trị về mặt triệu chứng tại lúc đó cho bệnh nhân.でまあ、そうは言われても治療方法がないって言われても本人は苦しいですから何とかしたいっていうことで我々の治療器を使った6ヶ月後、まあ、どんどん炎症が収まって胸水が減ってきて、まあ、随分呼吸は楽になりましたってそういう症例です。
những cái thời điểm này thì khi mà bệnh nhân đã hết các phương pháp điều trị khác rồi thì bắt đầu thử dùng cái phương pháp trị liệu là cửa electron này, thì khi bắt đầu sử dụng này thì cái việc về cái dịch màng phổi thì là đã giảm đi và cái xẹp phổi được cải thiện và bệnh nhân đã dễ thở hơn rất là nhiều. でまあ他にもまあいろんな症例があるんですが、まあ今度ちょっと糖尿病についてお話を症例をご紹介します。và thì tôi cũng xin phép và giới thiệu thêm một số những cái nghiên cứu nữa. はい。まああのベトナムは、まあ日本もそうなんですが、あんまり太ってる方がいらっしゃらないんで、糖尿病のひどい人ってあんまりいないとは思うんですが、まあ、これはあの2型糖尿病病の 人に使ってどうなったかっていうものですね。で、tôi thấy là trong cái lần tôi đến Việt Nam thì tôi thấy là ở Việt Nam thì ít rất ít người béo phì, nên có lẽ là sẽ ít người bị tiểu đường chăng? Đấy là cái phương pháp của tôi thì có lẽ là はい。で、những cái nguyên nhân mà đến tiểu đường ở Việt Nam thì là đều là tiểu đường type 2. でこの方はですね、70歳の女性です。はい。70歳の女性。はい。はい。いいですよ。一つ一つやっていきましょう。Đây là một cái bệnh nhân là 70 tuổi, một nữ bệnh nhân 70 tuổi. でこの方は45歳の、つまり25年前に、まあ、近く の, あの病院で2型糖尿病だって言われたと。でそれで食事療法とあの飲み薬。血糖を下げる、蛍光血糖抗薬を、服用したということですね。で、bệnh nhân này thì 25 năm trước là năm bệnh nhân này 45 tuổi thì trong một lần khám bệnh thì đã được kết luận là bị tiểu đường type 2 và trong quá trình và từ khi đó thì bệnh nhân liên tục là dùng những cái thuốc về hạ đường huyết. はい。で、ただし、じゃあ血糖がこれでうまく管理できたかって言ったらできなくて、まあ、血糖はうまくコントロール管理できなかった。Thì thực tế mà nói là mặc dù là dùng thuốc điều trị về điều chỉnh đường huyết nhưng mà cũng thực tế là không có tác dụng nhiều và bệnh nhân vẫn gặp vấn đề về tình trạng đường huyết. Để 要は糖尿病の場合は血糖をうまくコントロールできないと、まあこの方の場合もそうですが、45歳から57歳、12年後に、手足の知覚異常とそれから視力が低下してきた。まあ、糖尿病の合併症ですね。こういうものが起きたっていうことです。で、bệnh nhân này do quá trình về điều chỉnh đường huyết của mình nó không được tốt, cho nên là vào năm 57 tuổi, tức là sau 12 năm từ ngày phát hiện tiểu đường, thì gần như là đã gặp vấn đề về tê bì chân tay, cũng như là bị mờ mắt, thị lực đã suy giảm rất là nhiều. ごめんなさい。それからこれちょっと字間違ってますけど、字じゃなくて、60歳頃から今度は狭心症の発作も起こすようになった。これも糖尿病の合併症ですね。はい、起こすようになりました。で、năm 60 tuổi thì bắt đầu là bệnh bị hẹp van tim rồi. で、これで本人は困ってしまって、まああの、病院を変えたわけですね。変えたわけです。Vì cái trường hợp bệnh nhân này thì gần như là họ đã phải đổi bệnh viện, tức là đổi phương pháp điều trị, chứ còn không dùng như ngày trước nữa. はい、で病院が変えた時の状態がこの状態で、要は、血糖値は190もあったんですね。薬飲んでても190あった。で、cái bệnh nhân này、cái bệnh nhân nữ này thì mặc dù là uống thuốc đường huyết nhưng mà cái đường huyết ở mức khoảng 190. はい。でそれからこれヘモグロビン A1C ですけど、これはもう 9.1 もあったわけですね。ものすごく高いです。こういう状態です。Okay. Và cái chỉ số hemoglobin thì ở mức là 9.1 luôn, rất là cao. で、あの、まあ、あの、お医者さんはこれはちょっとまずいから、一番確実に血糖を下げられるインスリンを、まあ、28単位使ったということですね。まあ、まずはこれを使った、インスリンを使った。Với cái tình trạng này thì bác sĩ đã chỉ định một cái phương pháp điều trị là dùng đến 28 đơn vị insulin trên một ngày.でそうすると、まあ、インスリンを使うと血糖は直ちに下がってきて、例えば、ここですね、大体190が134まで下がった、それからヘモグロビン A1C も、9.1 から 8.2 まで下がったのは下がってきた。Do nhờ cái việc là
dùng insulin ở cái nồng độ 28 đơn vị một ngày ấy, thì cái đường huyết đã giảm xuống còn 134 và cái nồng độ HbA1c thì đã giảm còn 8.2. Hai. Demo kore demo desu ne, yappari tokuni hemoglobin A1c wa 8.2 っていうとまだやっぱり随分高いんでもっと下げないといけないっていうのでここで我々の治療器を、上乗せしたわけですね。上に乗せました。追加しました。で、tính thời điểm này thì mặc dù là bệnh nhân đã giảm cái chỉ số HbA1c xuống còn 8.2 nhưng mà rất là cao thì đã họ đã bao dùng cái phương pháp điều trị về ARI của chúng tôi. はい。で、そうすると、見ていただいたら分かる通り。血糖値はまあどんどん下がってきたし、ヘモグロビン A1c もどんどん下がってきたわけですね。Và nhờ dùng cái việc này thì mặc dù là giảm cái insulin xuống nhưng vẫn duy trì được cái chỉ số đường huyết cũng như là cái chỉ số về HbA1c ở mức tương đối ổn định và thấp. はい。で、まあこういうものがうまく血糖がコントロールできてきたんで、インスリンの量も減すことがこうできたわけです。こういう形で。Và các chị có thể nhìn thấy trên biểu đồ là nhờ cái việc kết hợp thì cái insulin đã được giảm rất là nhiều. ただ、まあ治療器を使って大体1年ぐらいのところで今度は逆に血糖値が下がりすぎてしまって下がりすぎてしまったんで、これはちょっとあんまりこの調子でインスリンを下げていったらいけないんで、ごめんなさい。インスリンをもう少し下げないといけないっていうことで、ここで一挙にインスリンを減らしたわけですね。わかりますか？治療器を使って下がりすぎたんで、インスリンを減す、もっと いっぱい減したっていうことですか？で、trong quá trình điều trị này thì có một thời điểm là bệnh nhân còn đường huyết còn giảm xuống dưới cái mức gọi là cân ổn định thôi. Thì do vậy thì bởi vì là có thể là do dùng insulin một cách quá mức, thì trong phương pháp này thì khi đã giảm cái nồng độ insulin xuống thì là cái đường huyết lại đưa được mức cân bằng.で、まあ、大体、血糖値もある程度、ヘモグロビン A1c もコントロールができだしたんで、ずっと治療を継続していって、で、インスリンも結果的にはどんどん減らすことができて、最終的には7分の1までインスリンを減らすことができたっていう症例ですね。で、血糖はうまくコントロールできてる。まあ、こういう形です。Vâng, và sau khi điều chỉnh là cái tháng thứ 51, đúng không ạ? Thì là gần như là cái insulin bệnh nhân dùng hàng ngày chỉ khoảng 4 đơn vị một ngày.Và đã ổn định được cả về cái chỉ số HbA1c cũng như là cái đường huyết. Để こういう形で、要は標準治療において、飲み薬でもダメだったし、インスリンでも十分に下がらなかった人に対して、まあ、治療器を追加しました。で、うまくいったんで、標準治療のそのインスリンの量を減していきました。そういう症例です。Vâng, và đây cũng là một cái minh chứng nữa là với các bệnh nhân mà họ đã...không còn cái phương pháp điều trị này và tốt hơn thì có thể sử dụng cái máy này cũng như là một phương pháp để thử nghiệm và nhờ cái vấn đề thử nghiệm này thì khi bệnh nhân hiệu quả thì có tác dụng rất là tốt. で、まあ次も糖尿病で、この方は43歳の男性です。次のスライドですね。あ、次のスライドですね。あの2型糖尿病の43歳の男性っていうやつです。はい。À, đây cũng là một cái phương pháp điều trị mà bệnh nhân nam là 43 tuổi. Cũng là tác dụng đến cái điều trị về tiểu đường type 2. で、この方は、まあ、かなり実は厳格に、血糖のそのコントロールをしようと思って、他のいろんな治療を真面目にやられてました。やられてたけど、はい、はい、ごめんなさい。どうぞ。Đây cũng là một bệnh nhân mà họ đã bị bệnh tiểu đường từ tuổi khá là trẻ và họ đã dùng rất là nhiều phương pháp điều trị để điều khiển để điều trị cái đường huyết của mình nhưng mà không có tác dụng tốt. Để, それでもちょっと血糖のコントロール不良がうまくいかなかったんで、実はここからインスリンにやっぱり全部変えたんですね。ここからインスリンに変えてます。Về sau thì bệnh nhân đó thì để điều trị tiếp tục thì đã điều chỉnh cái lượng insulin ở trong cơ thể tiêm vào trong cơ thể.ただまあこの方はインスリンに変えてもまあ36単位使ってるんですが、変えてもですね、あんまりうまくインスリンに反応せずに、血糖値が高いままだったし、まあヘモグロビン A1c はそんなに高いわけではないですが、まああんまり変わってないわけですね、このあたり。Thế thì khi mà bệnh nhân tăng cái đến 36 đơn vị insulin thì gần không giảm nhiều lắm, cái chỉ số đường huyết nó không giảm nhiều lắm.Và bệnh nhân này thì cái chỉ số HbA1c thì khá là ổn định, không bị tăng cao.
で、まあ仕方がないので、3ヶ月目から、我々の治療器を併用するようになりました。治療。Và, はい。Và sau khi điều trị đổi insulin và sau từ tháng thứ 3 trở đi dùng cái phương pháp cửa lấy trông này để điều trị là được. そうするとですね、まあ、血糖値はやっぱりだんだん下がってきたということですね。Và nhìn thấy tác dụng rất là rõ ràng, mặc dù là giảm cái lượng insulin xuống, thế nhưng mà cái đường huyết của bệnh nhân vẫn giảm. はい。で、一方、ヘモグロビン A1C はあんまり変わってないですが、まあ、あの合併症を抑える上では、ヘモグロビン A1C が7よりも下だったら今いいって言われてるんで、まあ、これはこれでいいであろうっていうことですね、これぐらいだったら。Vâng ạ. Thì mặc dù phương pháp này thì nó không, ở cái bệnh nhân này thì không giảm cái chỉ số HbA1c xuống, nhưng mà từ vấn đề về giảm đường huyết, giảm cái chỉ số đường huyết xuống thì nó cũng sẽ làm giảm các biến chứng của tiểu đường. で一方あの、まあ、インスリンの量については、徐々に減らしていくことができて、まあ、最終的には当初の量の半分まで減らすことができた、まあ、こういう症例です。và trong cái bảng theo dõi này từ tháng 5 đến tháng 12 đúng không ạ, bệnh nhân giảm cái đơn vị tiêm insulin xuống chỉ còn một nửa so với giai đoạn đầu. でまあ他にもいろんな症例もあるんですけど、まあ、これはまたゆっくりあのハイミンさんの方にあの見せてもらってください。でまあ、治療器の使い方とかですね、細かいことも今日は説明してないんで、それは全部関心のある方はハイミンさんにまた問い合わせてください。Vâng ạ, hôm nay thì cũng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thì trong cái phạm vi thời gian này thì để thông tin chi tiết hơn thì xin quý vị hãy liên hệ với công ty Hải Minh để có thể tìm hiểu thông tin chi tiết hơn cũng như có thể là nhận cái tài liệu này. でもう一度あの元のスライドに戻ってまとめますが、我々の治療器はこういうパッドから体を傷つけずに体の中にどんどん電子を入れていく機械だっていうことを、まあ、もう一度ご記憶いただきたいと思います。Vâng ạ. Và cái phương pháp điều trị chúng tôi là dùng cái thiết bị này để đưa rất là nhiều những cái điện, dùng cái điện cực để gắn vào cơ thể và đưa những cái điện electron vào trong cơ thể con người. で、それによって、要はストレスによるさまざまな生理変化を、なんですかね、あの正常な人に近づけようとする治療だ。ということですね。và nhờ đưa cái những cái electron này vào trong cơ thể con người thì nó làm giảm những cái tác dụng phụ, làm giảm những cái biến chứng, thay đổi sinh lý trong cơ thể con người do ảnh hưởng bởi stress. で、したがって、まあ、いろんな、疾患に作用する可能性があるということが言えます。Vâng, và nhờ cái vấn đề về làm chế những cái thay đổi xấu ở trong cơ thể thì nó tác dụng hiệu quả rất là nhiều bệnh, có thể có tác dụng tốt với nhiều bệnh. はい。それから標準治療で効果がなくても、そもそも治療の標的が全然違いますので、標準治療ではダメでも我々の治療費だったらうまく効果が出ることがありますということですね。và rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng là với những phương pháp điều trị thì cơ bản mà không có tác dụng thì phương pháp điều trị chúng tôi cũng mang lại giá trị rất là tốt cho bệnh nhân. はい。ですから、まあ我々がお勧めするのは、今標準治療でいろんな治療をしているにもかかわらず満足する効果が得られていない方にお勧めするということですね。満足できている方は使う必要はないと思います。Tôi quyết định dùng cái thiết bị này với những bệnh nhân mà phương pháp điều trị cơ bản không đáp ứng được và không thể thỏa mãn phương pháp điều trị cơ bản thì sẽ dùng thêm thiết bị này để có mang lại tác dụng mong muốn. ただし効果は人によってやっぱり違う。すごくよく聞く人もいれば、あまり聞かない人も、全く聞かない人ってのはあまりいないんですが、効果は人によって随分違います。これがまあ特徴ですということですね。Cái thiết bị này thì như tôi chia sẻ vừa nãy là nó tác dụng tùy người. Tất cả các bệnh nhân đều dùng đều có tác dụng, nhưng mà tác dụng ít hay tác dụng nhiều thì nó tùy cho bệnh nhân. Nhưng mà và nó tác dụng hiệu quả để rõ ràng thì có thể sẽ có người không có, nhưng hầu hết là có. はい、で従ってですね、もし今あのいろんな病気で標準治療をやっても今一つって悩まれてる方はハイミンさんに相談されて治療器をレンタルして、でそれで自分の状態がどれぐらい改善するかというのを確かめた上で、じゃあこの機械を買うか買わないか、あるいは治療を続けるかどうかっていうのを考えたらいいと思いますというのが私の今日のお話でした。はい、私は思うのは結論は、あいつ、はい
hãy thử dụng mượn thử cái máy này của Hải Minh để sau đó chúng ta sẽ dùng thử, và nếu hiệu quả chúng ta sẽ tiến tới sử dụng lâu dài. で、まあ、今日のお話はこれで終わりますけれども、実際にはものすごいたくさんデータがあるんで、これを事細かに見たい方は、ハイミンさんの方にまた、ここには全部あの確認をして見せてもらってください。Vâng, tôi có rất là nhiều những cái tài liệu nghiên cứu này. Thì các bác sĩ, các anh chị mà muốn tham khảo thêm tài liệu, hãy liên hệ với bên Hải Minh. じゃあ、あの、私の、あの、今日の説明はこれで終わらせていただきます。あの、どうも、あの、長時間、あの、聞いていただいてありがとうございます。あの、通訳も、あの、大変だったと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。và tôi xin phép là được kết thúc cái bài chương trình của mình ở đây. Rất cảm ơn các quý vị bác sĩ, các anh chị đã cùng chú ý lắng nghe và bài chương trình của tôi ạ. Tôi xin cảm ơn. Thank you.